ai sẽ là người được lợi nhất khi giá trên dây được xuống như thế này? Thì đầu tiên chúng ta phải xác định được là các đối tượng tham gia vào trong cái giao dịch này gồm là những ai. Đầu tiên là nông dân, là những người trồng dây. Thứ hai là khâu trung gian, là những người sản xuất, thu mua và chế biến. Khâu thứ ba là những người tiêu dùng. Vậy chúng ta phân tích đầu tiên là người nông dân thì cái được và cái mất là như thế nào. Nói chung về cái được thì như vừa rồi cái giá trong dây xuống thấp như thế này á, nông dân sẽ có được một cách nhìn thật kỹ lưỡng và sâu sắc về cái ngành trồng trên dây của mình như thế nào. Chúng ta đúc rút được và lần sau trở lại chúng ta sẽ lợi hại hơn xưa. Về cái mất, thực sự thì cái mất là mất rất lớn. Như vừa rồi nông dân là sẽ là người chịu nhiều đau thương nhất. Tôi cũng rất đồng cảm và chia sẻ với những cái khó khăn và những cái mất mát của bà con nông dân vừa rồi. Như vừa qua thì như đơn vị chúng tôi vậy, cũng như nhiều đơn vị khác thì cũng nỗ lực hết mình để làm sao để thu mua cho bà con nông dân. Thì tôi cũng tự hào vừa rồi thì công ty chúng tôi cũng chưa nghỉ ngày nào, nhưng một sức lực chúng tôi cũng có hàng. Thì công ty chúng tôi vừa rồi thì cũng chỉ có là thu mua tối đa là 50 tấn hàng trên một ngày cho bà con nông dân thôi. Còn về cái đối tượng thứ hai tức là khâu trung gian, được của họ là gì? Họ sẽ mua được cái giá nguyên liệu giá thấp, từ đó nguồn vốn mà họ sản xuất trên một tấn hàng sản phẩm thì nó sẽ thấp hơn rất nhiều so với hồi trước kia. Cái thứ hai là họ có được nguồn hàng rất phong phú và dồi dào. Cái thứ ba là họ được quyền lựa chọn nguồn hàng tốt, quyền được lựa chọn nhà cung cấp tốt. Còn cái thiệt thì mất là được gì? Như vừa rồi thì tất cả các chi phí như kiểu là chi phí nhân công, chi phí điện nước, chi phí mặt bằng và nhiều chi phí khác nó tăng lên. Đặc biệt chi phí từ do về công nợ. Như vừa rồi các bạn biết là như cái nguồn hàng mà nó tăng lên quá đột biến, thì không có công ty nào có đủ cái sẵn kho bài hay nhân sự hay nhiều cái tài chính để trừ dư trừ giá, và đối tác của họ hay là nhu cầu của thị trường chưa thể tiêu thụ hết được cái số lượng này. Thì áp lực mà bà con nông dân bán bắt buộc họ phải mua hết, thì họ phải làm sao để giải quyết cái lượng hàng tồn kho, và từ đó họ sẽ xả hàng ra bởi vấn đề công nợ cho đối tác. Cho nên rất rủi ro. Có nhiều công ty bán hàng trong giai đoạn vừa rồi sẽ không lại được tiền là chuyện bình thường. Cho nên là rủi ro đó là rủi ro mà rất lớn trong giai đoạn vừa rồi. Thì nhiều người cũng có nói với tôi là như thế này, vừa rồi là khâu trung gian rất chi là có lời. Đúng, thì đúng là rất có lời thật. Nhưng mà trong một cái ngành nghề nào vậy, cũng có người sẵn một người cũng lại là kẻ thua. Khi một thị trường sẽ ra một cái vấn đề gì đấy, khi lên giá hay khi xuống giá, sẽ có cơ hội cho người này và cũng có thì nguy cơ cho người khác. Cho nên trong kinh doanh thì không ai nói được điều gì. Chỉ có những người mà thực sự tinh hoa trong một ngành nghề, hoặc những người mà có đủ cái bề dày về kinh nghiệm hay là có đủ nguồn lực để họ chuẩn bị đón cơ hội thì họ sẽ thành công. Còn đối tượng thứ ba là đối tượng người tiêu dùng. Thì vừa rồi thì người tiêu dùng là người sẽ lợi nhất. Họ có thể chọn được những chất lượng tốt để họ mua, họ với giá thành rất thấp. Ví dụ khi kia là bỏ ra 20.000 đồng để mua một cái dây, bây giờ chỉ có bỏ 5.000 đồng thôi. Nhưng mà khi giá xuống thấp thì người tiêu dùng họ được lợi, thì khi giá cao thì người tiêu dùng cũng là người chịu thiệt nhiều nhất. Tôi có nghe một câu nói rất hay, thì không có ai mà trở thành tinh hoa trong một lĩnh vực, một ngành nghề đó mà họ còn chưa giàu cả. Cho nên trong chân dây vậy và người kinh doanh vậy, chúng ta là phải kiến thức đủ kinh nghiệm thì chúng ta cũng sẽ thành công. Chúc các bạn luôn luôn thành công trên con đường mình đã chọn.